Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, tỷ lệ người lao động đã tiêm đủ 3 mũi vaccine đạt hơn 62.000 người, đạt tỷ lệ 93,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 mới đạt hơn 23%. Do vậy, Ban Quản lý đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để tất cả người lao động tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Công ty Á Châu có 2 nhà máy sản xuất bao bì đang hoạt động tại khu công nghiệp Hòa Khánh với 420 lao động. Đây là doanh nghiệp gần như đi đầu trong việc vận động cán bộ công nhân viên tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Tôi tiêm vaccine mũi 4 cách đây mấy ngày, vừa hôm ngày 8 tháng 9 vừa xong. Thì tôi thấy sức khỏe của tôi bình thường, không có gì hết. Nói chung trong tình hình dịch bệnh thì mình tích thêm mũi 4 bổ sung thì mình thấy yên tâm hơn. Công ty ở Bình Tân Long và công ty Á Châu thì chấp hành tốt các chủ trương của nhà nước, thì tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 thì đạt 100% toàn bộ cán bộ công nhân viên. Còn tiêm 14 là tính đến nay là được 85%. Tổng hai bên nhà máy là 400 công nhân viên thì là đều chấp hành tốt các chủ trương của nhà nước về việc tiêm vaccine để đảm bảo tình hình dịch bệnh hiện nay là vẫn còn đang trong nhà phải kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. Do đó, tại Việt Nam vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, tiêm bao phủ vaccine và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết. Tại Việt Nam, trong tháng 8 vừa qua, số ca mắc COVID-19 tăng 2,4 lần và số tử vong tăng 18 ca so với tháng 7. Khi dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn và có thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn, thì việc vaccine tăng cường kháng thể vẫn là biện pháp quan trọng phòng chống dịch. Trong đó, doanh nghiệp là nơi tập trung đông đảo lao động, càng phải đặc biệt chú trọng việc tiêm vaccine. Qua đó, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Tôi tiêm mũi 4 xong rồi. Và đây là cái điều mà tiêm phong, khi mà có một tin nhắn gửi đến tôi thì ngày hôm sau tôi tiêm ngay. Và tôi nhận ra rằng việc tiêm vaccine là một cái biện pháp rất là tốt. Và nó có một cái để duy trì khả năng miễn dịch đối với việc phòng chống Covid và các biến thể khác. Công ty chúng tôi có gần 1.800 cán bộ nhân viên. Chúng tôi đã tiêm mũi 3 đạt 99%, 1% còn lại là do dị ứng vaccine nên không tiêm. Và mũi 4, công ty chúng tôi đã đạt trên 50%. Hiện chúng tôi đang vận động tiếp tục tuyên truyền người lao động tiêm mũi 4 để đảm bảo cho sức khỏe cho người lao động và cộng đồng, qua đó để góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của công ty. Với tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 mới đạt hơn 23%, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng định kỳ vaccine phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức như tờ rơi, poster, standee, loa phát thanh. Đơn vị đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để toàn bộ công nhân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cần thông tin niêm yết lịch tiêm chủng tại nơi sản xuất, nhà ăn, bảng thông báo để người lao động được biết và chủ động tham gia tiêm chủng.